Thánh Giuse được gọi là đứng bảo trợ của giáo hội. Và tước hiệu này được xây dựng trên một nền tảng giáo lý rất vững chắc. Khi Thiên Chúa xuống thế làm người, là một con người thực sự giống chúng ta trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi, thì Thiên Chúa cũng cần phải được làm người trong một mái ấm gia đình có cha, có mẹ. Dĩ nhiên, Thánh Matthew kể cho chúng ta nghe là Chúa Giêsu tượng thai trong lòng mẹ Maria là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng lúc bây giờ mẹ Maria đã đính hôn với thánh cả Giuse, và trong môi trường văn hóa Do Thái lúc đó thì khi hai người trẻ đã đính hôn với nhau, họ được xã hội coi như là một cặp vợ chồng chính thức. Thánh Giuse không sinh ra Chúa Giêsu theo nghĩa thể lý tự nhiên, nhưng Thánh Giuse là một người cha của Chúa Giêsu, là đấng suốt đời bao bọc che chở Giêsu Thiên Chúa làm người. Mà nếu Ngài đã là đấng bảo trợ cho Chúa Giêsu thì tất nhiên Ngài cũng là đấng bảo trợ cho giáo hội. Bởi vì giáo hội là gì? Giáo hội không phải là một cộng đoàn xã hội mà con người ta tạo nên, nhưng giáo hội là chính thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Giáo hội là chính Chúa Giêsu được nối dài trong lịch sử. Cho nên Thánh Giuse là đấng bảo trợ của Chúa Giêsu thì Ngài cũng là đấng bảo trợ của giáo hội. Tôi nói bằng cái thứ ngôn ngữ có vẻ thần học như vậy để anh chị em thấy là tước hiệu, cái niềm tin vào Thánh Giuse là đấng bảo trợ giáo hội là một tước hiệu được xây dựng rất vững chắc trên nền tảng giáo lý Kitô giáo. Thế nhưng hôm nay chúng ta họp nhau đây không chỉ là để tôn vinh Thánh Giuse, mà còn là để chiêm ngắm Ngài và học ở nơi Ngài những nhân đức cần thiết cho đời sống, cho trách nhiệm của mình. Mỗi lần anh chị em đem đến một ảnh tượng nhờ tôi làm phép chẳng hạn, anh chị em có biết là tôi thầm thị như thế nào? Tôi không có thầm thị cái lời nguyện cá nhân của tôi, mà là lời nguyện của giáo hội. Và lời nguyện của giáo hội là thế này: lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để mỗi một lần con mắt thể xác của chúng con chiêm ngắm ảnh tượng đó thì con mắt ký ức của chúng con cũng suy niệm về đời sống và hành vi thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Đấy, người Công giáo chúng ta tôn kính các thánh qua những ảnh tượng mà anh chị em có ở nhà hay là ở trong nhà thờ đây, là nhằm mục đích như vậy. Là khi con mắt thể xác của mình chiêm ngắm các đấng thì con mắt ký ức của mình cũng phải suy nghĩ về đời sống, về hành vi thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Thế thì chiều hôm nay chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm Thánh Giuse mà noi gương mà bắt chước, đặc biệt là trong tư cách những người cha, những người mẹ ở trong gia đình. Tôi nhớ đến một sự kiện ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu mà có kể về Thánh Giuse. Anh chị em biết là sách Phúc Âm nói về Thánh Giuse ít lắm. Nhắc đến mẹ Maria thì nhiều, chứ còn nhắc đến Thánh Giuse thì ít lắm. Cho nên là các bà là có phúc lắm, chứ còn các ông chúng tôi là tội nghiệp lắm, ít được nhắc đến. Thế thì có một cái sự kiện được nhắc đến là thế này: là khi mà mẹ Maria vừa mới sinh Chúa Giêsu đã, thì Thánh Giuse quyết định là lập tức phải đưa hai mẹ con sang bên Ai Cập để lánh nạn, bởi vì ông vua Herode ông ấy đang tìm giết. Làm sao mà Thánh Giuse có cái quyết định đấy?
trả lời có vẻ đơn sơ lắm. Nó là thiên thần hiện ra báo mộng. Cũng giống như trong cái chuyện này này, cái chuyện mà Thánh Giuse đã đính hôn với lại cô Maria rồi, mấy giờ cô lại có bầu. Thế thì Giuse mới định tâm là thôi, không có tố cáo ra xã hội, nhưng mà bỏ một cách kín đáo thôi. Thế thì thiên thần hiện ra báo mộng cho biết là Maria có thai là bởi phép chuyên thần. Thánh Kinh diễn tả rất là đơn sơ, và nhiều khi chúng ta đọc như vậy chúng ta bảo trời ơi sướng quá, giá mình sống cuộc sống ngày hôm nay mà cứ có chuyện gì cái là lại có thiên thần hiện ra báo mộng thì đỡ biết mấy. Thiên thần hiện ra báo mộng đánh số đề số mấy, chứng khoán thì vào đâu, nên thì đỡ biết mấy. Không đơn giản. Cái cách diễn tả của Thánh Kinh ấy, là thiên thần hiện ra bóng mộng. Chúng ta phải hiểu ở trong đó về Thánh Giuse là một con người có tâm hồn mở ra với tiếng gọi của Thiên Chúa, và Ngài rất nhạy bén với tiếng gọi của Thiên Chúa. Ngài nhạy bén với Chúa và đồng thời Ngài nhạy bén với tình hình thực tế, cho nên Ngài thấy được cái mối nguy hiểm đe dọa mẹ Maria và Chúa Giêsu, cho nên Ngài quyết định là phải đi lánh nạn Ngài. Nhưng mà như vậy chưa đủ, Ngài là một con người kiên quyết và kiên định. Anh chị em phải tưởng tượng ra vào cái thời của Thánh Giuse cách chúng ta 2000 năm nhé, và đi lánh nạn từ Do Thái mà sang đến đất Ai Cập không phải là chuyện đơn giản đâu. Lúc bây giờ làm gì có hồng đa mà đi, lúc bây giờ làm gì có đường trải nhựa mà đi, giỏi lắm thì có con ngựa con lạc đà, mà là những đường đồi núi gồ ghề hiểm trở được cướp bóc nữa. Cho nên khi mà quyết định như vậy đó, Ngài là một người rất can đảm và đã quyết định là Ngài làm cho đến cùng. Cho nên có hai đặc điểm nơi Thánh Giuse mà tôi học được và tôi muốn chia sẻ lại với anh chị em. Thứ nhất đó, là nhạy bén, và thứ hai là kiên định. Anh chị em có nghĩ rằng hai cái đức tính này nó cần thiết cho chúng ta, đặc biệt trong vai trò làm cha, làm mẹ trong một gia đình không? Và ngay cả trong đời sống đức tin của chúng ta, anh chị em có nghĩ là nó cần thiết? Tôi thì tôi thấy cần. Thứ nhất là nhạy bén. Nhiều khi chúng ta không nhạy. Nhạy với cái gì chứ còn nhạy với tiếng Chúa thì không có nhạy tí nào. Bởi vì mình quá nhiều lo toan, quá nhiều tính toán. Tôi đọc một cái cuốn sách viết về vấn đề toàn cầu hóa. Người ta nói là một trong những cái nguy cơ của toàn cầu hóa là nó làm cho đời sống của con người quá sức bận rộn. Điện thoại di động chẳng hạn, suốt ngày, không những ở nơi làm việc mà cả trên đường phố nữa, lúc nào cũng phải gắn vào tai cái điện thoại di động. Cho nên chúng ta đầy những cái chuyện gì đó trong tâm trí, mình không còn đủ nhạy bén với tiếng gọi của Chúa qua nhiều cách, qua lương tâm, qua những biến cố của đời sống, qua những biến chuyển của thời đại, qua lời nhắc nhở của anh chị em mình. Mình không có sự nhạy bén. Và kế tiếp là nhiều khi chúng ta nhạy đó, nhưng mà mình thiếu kiên định. Các ông và các anh mà làm cha đang ngồi trong nhà thờ này, nhớ lại xem có đúng như vậy không? Nhiều khi mình nhạy bén chứ, mình nhạy bén trước những nguy hiểm mà ngày hôm nay con cái nó phải đối diện. Mình nhạy bén trước những nguy cơ cho đời sống của con cái mình, mà mình lại thiếu sự kiên quyết. Đến khi mà con nó xa đà quá sâu này, lúc đấy mới tỉnh ra thì nó hơi muộn. Cho nên không chỉ nhạy bén mà còn cần sự kiên định. Hai đặc tính đó đã làm cho Thánh Giuse trở thành đấng bao bọc
che chở Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế của người rất là hiệu quả. Và hai đặc tính đó cũng là những bài học quý giá cho đời sống đức tin cũng như cho trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mỗi chúng ta. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay nhờ lời truyền cầu của Thánh Giuse, xin Chúa tiếp tục bảo trợ cho giáo hội và nhất là những nhà lãnh đạo giáo hội ngày hôm nay có được sự nhạy bén và sự kiên quyết. Và đồng thời Chúa cũng ban cho mỗi chúng ta trong trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm gia đình, có được sự nhạy bén và kiên quyết như thế để ta có thể sống cái cuộc sống mà Thánh Giuse đã sống và làm gương cho chúng ta. Amen.